Thưa quý vị, lắng nghe và chia sẻ được xem là yếu tố quan trọng để xây dựng một mái ấm hạnh phúc khi các thành viên trong gia đình luôn dành thời gian quan tâm lẫn nhau vì sự dây liên kết giữa họ ngày thêm bền chặt gắn bó. Hiểu được điều này, các gia đình Việt Nam ngày nay luôn biết cách để giữ cho ngọn lửa yêu thương luôn đong đầy trong tổ ấm nhỏ của mỗi người. Cùng nhau chuẩn bị bữa cơm như thế này đã trở thành nếp sinh hoạt hàng ngày của vợ chồng ông Trần Văn Lý và bà Nguyễn Thị Nguyện, phường Hòa Cương Bắc, quận Hải Châu. Với vợ chồng ông Lý, chuẩn bị mâm cơm để cả nhà cùng sum vầy, quây quần bên nhau có ý nghĩa rất quan trọng. Ông Lý chia sẻ, dù là nam giới trong nhà nhưng ông không nề hà chuyện bếp núc, được giúp vợ chuẩn bị bữa cơm cũng chính là niềm vui ở tuổi xế chiều. Thì tôi thì thấy đối với những người mà lớn tuổi trong gia đình thì giống như là vợ chồng, thì việc vợ chồng về già rồi, hưu về hưu rồi, cho nên là giúp một phần nào trong gia đình cùng với vợ để chia sẻ những con và phần công là công kế để phải có trách nhiệm đối với gia đình. Là gia đình ba thế hệ cùng sống chung trong một nhà, ngoại trừ bữa cơm tối có đông đủ các thành viên thì phần lớn thời gian trong ngày con cháu đều đi làm nên chỉ có hai ông bà thủ thỉ tâm sự chuyện vui buồn cùng nhau, chia sẻ đỡ đần nhau từ những công việc không tên đến chăm sóc những lúc ốm đau bệnh tật luôn là sự quan tâm hàng đầu để vợ chồng ông Lý giữ lửa cho hạnh phúc gia đình và cũng để cho cháu con noi gương. Coi như vậy chồng thì ổng làm một tay, mình làm một tay, ổng giúp với mình đấy đó. Coi như việc nặng thì bố làm, còn việc nhẹ thì bà làm. Thì cái chuyện chia sẻ với nhau trong gia đình để làm với nhau, chứ cũng chẳng ai mà ngồi không chơi, mà chẳng ai mà làm một việc. Cho nên thì phải gắng đóng góp với vợ chồng làm với nhau. Ông Trần Văn Lý và bà Nguyễn Thị Nguyện cũng là những thành viên tích cực của câu lạc bộ Nồng Cốt Tiên Phong trong phòng chống bạo lực và trẻ em gái tại phường Hòa Cương Bắc, quận Hải Châu. Vợ chồng ông Lý mong muốn được góp sức nhỏ để truyền đi thông điệp về ý nghĩa của sự sẻ chia, gạt bỏ tư tưởng gia trưởng bảo thủ trong gia đình. Hiện nay thì đối với xã hội chúng ta thì các cái việc mà gia trưởng nó đã không còn nữa, vỡ bỏ rồi. Cho nên là cuộc sống trời giữa nam và nữ là bình đẳng với nhau hết. Công việc gì cũng phải chia sẻ với nhau hết, chứ không có mà chuyện mà ta là nam mà để là lấy cái quyền kinh tế phụ hay là quyền của nam giới để mà khiếp đối với phụ nữ gia đình.